Ghi nhận tại cửa khẩu quốc tế La Lay những ngày cuối tháng 4 này, hàng trăm phương tiện vận tải mặt hàng than đá nối đuôi nhau làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa. Cùng với đó, tại khu vực còn có hàng trăm lượt phương tiện vận tải khác đang tiến hành sang hạ tải. Do khu vực này, hệ thống hạ tầng chưa được đầu tư hoàn chỉnh, nên các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Công ty Khánh Trớn ấy, thì thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế La Lay ấy, thì là lượng xe rất là đông, hàng ngày khoảng 70 đến 80 xe. Dung lượng xe rất là lớn và hàng hóa về rất là nhiều, nhưng mà hiện tại thì cơ sở vật chất về hạ tầng thì chưa thể đáp ứng được cái nhu cầu vận tải ấy, nhất là về cái sáng hạ tải đối với những cái xe quá tải ấy. Thì còn chưa có bãi để trung chuyển sang hạ tải nên có thể là gây ách tắc giao thông ở khu vực cửa khẩu. Không chỉ khu vực cửa khẩu đang quá tải, phương tiện bị ùn tắc, mà ngay trên tuyến quốc lộ 15D từ ngã ba A Ngo lên cửa khẩu, do cung đường quanh co đèo dốc nguy hiểm, nhất là các vị trí gấp khúc, phương tiện thường xuyên lên về nên dễ gây ra tắc đường, nguy cơ tai nạn giao thông. Để hạn chế tình trạng này, phía lực lượng biên phòng cửa khẩu và các đơn vị có liên quan đã có sự phối hợp điều tiết phương tiện hợp lý nhằm hạn chế ùn tắc. Từ km 0 đến km 12 là có rất là nhiều điểm cua tay áo và nút gấp. Như vậy là phương tiện lưu thông rất gặp nhiều khó khăn. Nhưng lực lượng đồn đã phối hợp với các lực lượng tại khẩu, doanh nghiệp là tổ chức là phân luồng, phân làn và bố trí lực lượng là tổ chức là phân luồng tại các điểm xung yếu. Việc điều tiết thì chúng tôi phối hợp với doanh nghiệp là ví dụ như là buổi sáng thì cho xe xuất là vào 2 khung giờ, là xe xuất là 7 giờ đến 9 giờ là xe xuất, 9 giờ đến 11 giờ là xe nhập, và xe xuất tiếp là 11 giờ đến 13 giờ là xuất, 13 giờ và các giờ tiếp theo là xe nhập. Như vậy nó đảm bảo được cái phương tiện lưu thông. Trước thực trạng phương tiện vận chuyển mặt hàng than đá gia tăng, các đơn vị tham gia tải cần chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm chạy lấn làn, vượt ẩu, vận chuyển quá tải trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, không chỉ ở quốc lộ 15D mà còn trên các tuyến quốc lộ có phương tiện vận chuyển than đá đi qua.